Bác sinh yêu của em đâu rồi? Đây rồi. Quỳ xuống đi. Em cho anh cái này. Này, đã là đàn ông nam nhi đại triệu phu, đầu gối hai chân dát vàng, quỳ ấy chỉ quỳ trước mặt đấng sinh thành của mình thôi, nghe chưa? Ok, quỳ xong rồi được cái màn hình gaming Gigabyte GS27F này mà còn chê thì thôi vậy. Này, anh nhìn đi, màn hình được bao phủ bởi một màu đen tuyền, thiết kế hầm hố mạnh mẽ với những đường bo góc nét nền nét luôn. Màn hình 27 inch Full HD, tấm nền Super Speed IPS, 105% sRGB cho màu sắc chân thật. Anh nhìn á, từ góc này hay góc này đều ok hết. Em vừa đo hai dải màu Color Gamut thì được 92% sRGB, 78% Adobe RGB, 82% DCI-P3 và 76% NTSC. Theo thông số của hãng cung cấp thì là 105% sRGB. Đương nhiên là kết quả đo này nó sẽ có sự chênh lệch nên khá là ok rồi. Có thể thấy là độ bao phủ màu thì tương đối rộng, so với tầm giá thì màn hình này có chất lượng hơi bị ổn đấy. Về Delta E thì anh thấy đấy, hầu như là các màu đều dưới 2. Em đo thì có màu đỏ 4F đang là 5.18, màu xanh 1F là 3.16, nhưng nhìn chung thì nó vẫn nằm ở trong mức chấp nhận được. Vì thực tế, nhiều màn tầm giá này nó còn size lên tận 8.9 cơ. Tổng kết lại thì độ Delta E size là 1.43, nên màu sắc của màn em tin là nó sẽ không có nhiều sự chênh lệch đâu. Được trang bị tốc độ làm mới 170Hz, hỗ trợ công nghệ FreeSync Premium, giúp chấm dứt tình trạng chơi game bị giật và khung hình bị hỏng, đồng thời tạo ra hiệu suất mượt mà và không bị giả tạo ở bất kỳ tốc độ khung hình nào. GS27F và thời gian phản hồi cực nhanh 1ms sẽ giúp anh loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật hình và rách hình luôn. Thời gian phản hồi cực nhanh 1ms sẽ giúp anh xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng giật hình hay xé hình luôn. Ừ, rồi, có hơn 4 triệu, mà cái gì kêu tốt lắm. Cứ để đấy, anh làm vài ván game, là biết ngay đi. Ui, ngờ chỉ hơn 4 triệu, còn bán ở chơi game ngon thế nhỉ? Mà đến chất như này, chắc phải chơi cả ngày mất. Mà anh có thấy chói không? Không. Thế nên hẳn thì anh có thấy chói không? Không, tất nhiên là không chói rồi. Đương nhiên rồi, màn hình Gigabyte Gaming GS27F được trang bị công nghệ bảo vệ mắt và lọc ánh sáng xanh. Anh nhá, ngồi cả ngày cũng vô tư luôn. Đây nhá, có các chế độ Black Stabilizer giúp anh nhìn rõ kẻ địch hơn trong bóng tối, Day Stabilizer giảm độ dung tâm giúp anh ngắm bắn chính xác hơn, mà còn có OSD Sidekick cho phép anh điều khiển menu OSD của màn hình bằng chuột và bàn phím, điều chỉnh cài đặt như màn hình độ sáng này, độ tương phản, màu sắc nhanh gọn và vô tư. Mà nhá, em là xuất thân từ nhà Gigabyte nên mọi tính toán đều không thể sai được. Đấy, mê không? Thích quá rồi gì. Mà đặc biệt nhá, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, khách hàng khi mua màn hình tại Hacom còn được tặng bao nhiêu là phần quà hấp dẫn nữa đấy. Thế giờ thì anh thế nào đây? Thôi, anh biết anh sai rồi. Hoa sinh yêu của em mà. Gì vừa ra? Nhá, mua cho anh nhá.